Bonjour, bonjour, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với lớp học miễn phí cùng Luiki. Luiki là một nơi chuyên cung cấp tất cả các khóa học để giúp ta có thể vượt qua được một cách thành công với kết quả thật là tốt các kỳ thi DAF và DAF tiếng Pháp. Và trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay thì đừng quên ấn nút like và ấn đăng ký theo dõi kênh Luiki nhé. Và nếu các bạn cảm thấy buổi học ngày hôm nay thật là thú vị thì hãy bấm nút chia sẻ để có thể chia sẻ bài học này đến với nhiều người hơn nữa nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. Và buổi học ngày hôm nay là một buổi học vô cùng lý thú. Nó sẽ giúp chúng ta giải đáp được câu hỏi U có nghĩa là ở đâu trong tiếng Pháp nhé. Trong tiếng Việt thì có rất là nhiều các câu hỏi để mà trả lời, có rất là nhiều các từ để chỉ địa điểm, để chỉ vị trí, để trả lời cho câu hỏi là ở đâu. Ví dụ như trên, dưới, trong, rồi là bên trái, bên phải, đúng không nào? Và trong tiếng Pháp cũng vậy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi học. Vậy là khi mà mình muốn trả lời là mình đang ở đâu, hoặc đồ vật nào đang ở đâu, con vật này đang ở đâu, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta cùng đến với giới từ sur. Sur có nghĩa là ở trên nhá. Chúng ta cùng nhìn bức ảnh và nhìn ví dụ. Le chat est sur la boîte. Con mèo ở trên cái hộp. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một ví dụ tiếp theo, cũng là một cái giới từ vô cùng quan trọng trong tiếng Pháp để chỉ địa điểm, đó chính là su. Trái ngược với sur, su, sur là bên trên, thì su có nghĩa là ở dưới. Chúng ta cùng nhìn bức tranh và cùng nhìn ví dụ nhé. Le chat est sous le ballon. Con mèo ở dưới trái bóng. Sur và su. Chúng ta cùng nhớ hai cái giới từ này giúp mình nhé. Sur là ở trên và su là ở dưới. Và sau khi mà chúng ta đã biết được rồi, chúng ta hãy thử đặt ra những cái ví dụ giúp mình để có thể luyện tập một cách nhuần nhuyễn nhất với những cái giới từ này nhé. Và chúng ta cùng đến với một cái giới từ chỉ địa điểm tiếp theo, đó chính là au-dessus và au-dessous. Các bạn sẽ thấy là au-dessus nó sẽ là ở bên trên ấy, còn au-dessus nó sẽ là ở bên dưới. Vậy thì trên và dưới như thế nào? Chúng ta có thể nhìn ví dụ ở đây chính là con mèo và cái pot nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với các ví dụ. Le chat est au-dessus de la pot. Con mèo ở trên cái hộp. Chúng ta sẽ cùng nhìn hình ảnh, chúng ta sẽ biết là nó ở trên như thế nào, đúng không nào? Và trái lại với au-dessus, chúng ta sẽ có au-dessous. Le chat est au-dessous de la boîte. Con mèo ở dưới cái hộp. Nào, cùng nhìn hình ảnh và sau đó thử luyện tập một cái ví dụ khác giúp mình nhé. Rồi, và đến với cái phần tiếp theo thì chúng ta không thể nào bỏ qua được khi mà chúng ta muốn nói là chúng ta ở đằng sau, chúng ta ở đằng trước. Thì không biết là trong tiếng Pháp sẽ nói như thế nào thì phần này sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Khi mà chúng ta muốn nói là chúng ta ở đằng sau một đồ vật nào đó, chúng ta sẽ dùng giới từ derrière. Chúng ta cùng đến với ví dụ. Le chat est derrière la boîte. Con mèo ở đằng sau cái hộp. Đây là hình ảnh cho ví dụ. Và trái ngược với ở đằng sau chính là ở đằng trước. Trái ngược với derrière chính là devant. Devant có nghĩa là ở đằng trước. Chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ. Le chat est devant la porte. Con mèo ở trước cái hộp. Nhớ nhá, đằng sau là derrière và đằng trước chính là devant. Nào, thử lấy cái giới từ này và lấy cho mình một ví dụ của riêng các bạn nhé. Chúng ta đã học được kha khá tất cả những cái giới từ chỉ địa điểm trong tiếng Pháp rồi. Nhưng khi mà chúng ta muốn nói là ở bên trái, ở bên phải thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Thì đừng chần chừ và hãy lắng nghe luôn nhé. Khi mà chúng ta muốn nói là ở bên trái một đồ vật nào đó, chúng ta sẽ nói là à gauche de, cộng với cái vật đó. Và khi mà chúng ta muốn nói là bên phải của một vật nào đó, chúng ta sẽ nói là à droite de, cộng với cái vật đó. Nào, cùng nhắc lại với mình nhé. À gauche de, cộng với vật đó, và à droite de, cộng với vật. Nào, cùng nhìn hình ảnh và đến với một số các ví dụ sau đây nhé. Le chien est à gauche de la table. Con chó ở bên trái cái bàn. Le chat est à droite de la table. Con mèo ở bên phải cái bàn. Chúng ta đã học trên dưới rồi này, rồi là trước này, rồi là đằng sau này. Vậy thì cái gì đó ở trong cái gì thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Giới từ trong thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ?
Nào không để các bạn đợi lâu nữa, phần này sẽ giải đáp cho các bạn luôn nhé. Khi mà chúng ta muốn chỉ cái vị trí là ở trong thì chúng ta sẽ dùng giới từ là giới từ dong. Nào cùng đọc lại với mình nào. Dong. Chính xác rồi. Và nhìn hình ảnh và phần ví dụ sau đây nhé. Le chat est dans la boîte. Con mèo ở trong cái hộp. Dong chính là ở trong nhé. Nào cùng luyện tập với một ví dụ khác của chính mình nhé. Thế nếu khi mà một vật ở đây này, rồi mình sẽ có ví dụ như của mình sẽ có một con mèo nó, và ở bên hai bên cạnh sẽ là một con, là hai cái bàn chẳng hạn. Con mèo ở giữa, vậy thì chúng ta sẽ nói là con mèo ở giữa hai cái bàn thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Giới từ ở giữa thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Thì mình sẽ giải thích ngay cho các bạn nhé. Khi mà chúng ta muốn nói là cái gì ở giữa các cái gì thì chúng ta sẽ dùng từ entre. Entre nhé, giới từ entre. Và chúng ta cùng đến với ví dụ sau đây. Le chat est entre les boîtes, là con mèo ở giữa những cái hộp. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh và chúng ta cũng thể nào, và nhờ những cái hình ảnh và những cái ví dụ sau đây thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ hiểu rõ hơn được cái giới từ entre trong tiếng Pháp, đúng không nào? Vậy thì khi mà mình đối mặt với một ai đó thì không biết là mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, khi mà mình đối mặt với một ai đó trước mặt mình này, đây mặt đối mặt như này nhá, thì mình sẽ dùng cái giới từ là en face de. Chúng ta cùng đến với ví dụ với hai con vật rất là đáng yêu sau đây nhé. Le chat est en face du chien. Con mèo đối mặt với con chó, mặt đối mặt á. Mọi người nhớ nhé. Nào chúng ta hãy cùng nghĩ ra, hãy cùng là nghĩ ra một cái ví dụ khác của riêng mình nhé. Và thực hành với cái giới từ en face de luôn nhé. Và một cái giới từ không thể nào thiếu trong tiếng Pháp đó chính là một cái giới từ chỉ sự độ xa và độ gần. Có rất là ví dụ như kiểu là mình đang ở đây thì trường học của mình ngay sát nhà mình thì mình sẽ nói là nhà mình gần với trường học. Nhưng mà sân vận động mình lại phải đi rất là xa xôi để có thể đến được thì có nghĩa là nhà mình rất là xa sân vận động, đúng không nào? Nhưng khi mà mình gặp một người bạn Pháp, người ta hỏi nhà mình ở đâu, có gần sân vận động không, hay là có gần ở đâu không, hoặc là so như thế nào với sân vận động chẳng hạn, thì mình lại không biết nói thế nào là gần, thế nào là xa trong tiếng Pháp. Thì cái bài học ngày hôm nay đã giúp đỡ mình rồi. Khi mà mình muốn nói là xa một nơi nào đấy thì mình sẽ dùng giới từ là loin de. Loin de. Và khi mà mình muốn nói gần một cái vật nào đấy mình sẽ dùng là près de. Près de. Các bạn nhớ nhắc lại giúp mình, cùng mình nhé. Loin de và près de. Nào, cùng nhìn lên các hình ảnh và các ví dụ nhé. Le chien est près de la boîte. Con chó rất là gần cái hộp, đúng không nào? Đấy, hai nó sát cái hộp luôn đây này. Đúng chưa nào? Và hình ảnh số 2, ví dụ số 2. Le chien est loin de la boîte. Con chó rất là xa cái hộp ở đây mà con chó tít ở kia, rất là xa đúng không nào? Nào, hãy cùng áp dụng các giới từ này và lấy cho mình một ví dụ nhé. Và mình cùng nhắc lại một lần tất cả các gọi là các giới từ chỉ địa điểm trong tiếng Pháp nhé. Có rất là nhiều các giới từ chỉ địa điểm trong tiếng Pháp, nhưng mà mình sẽ nhắc lại một số các giới từ gọi là trong bài học ngày hôm nay ấy, khi mà mình nhắc tới là những cái giới từ mà người ta thường hay sử dụng nhất và thông dụng nhất trong tiếng Pháp. Thứ nhất là sur, có nghĩa là ở trên. Tiếp theo, su, ở dưới. Dong, có nghĩa là ở trong. Entre, là ở giữa nhiều người hoặc là nhiều vật. Ví dụ tôi ở giữa hai người bạn, hoặc là con mèo ở giữa những cái hộp. Tiếp theo, chúng ta sẽ có là au-dessus de, là trên một cái vật nào đấy. Au-dessus, suy de là trên một cái vật nào đấy. Và au-dessous de là dưới một cái vật nào đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có près de, là gần với cái gì hoặc là gần với ai. Hoặc là chúng ta sẽ có là loin de, là chúng ta có thể nói là xa ai hoặc là xa cái gì đấy. Một giới từ tiếp theo mà chúng ta cũng không thể nào mà có thể thiếu được, đó chính là à droite, là bên phải, và à gauche de, là ở bên trái cái gì đó nhé. Tiếp theo là derrière, là ở đằng sau. Và devant có nghĩa là ở đằng trước. En face de có nghĩa là đối mặt. Rồi, chúng ta hãy cùng nhắc lại một lần nữa với mình nhé. Sur là để chỉ gì nào? À đúng rồi. Thế còn su? Chính xác. Thế còn dong? Entre. Au-dessus de.
Au-dessous de, près de, loin de, à droite de, à gauche de, derrière, devant, en face de. Rồi, mình nghĩ là các bạn đã trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi mà mình vừa đặt ra đúng không nào? Rất là tốt. Và trong một câu cơ bản thì chúng ta luôn luôn có các thành phần như sau. Sujet là chủ ngữ, cộng với verb là động từ và cộng với lieu là chỉ địa điểm nơi chốn. Và các giới từ này nó cũng được nằm trong cái gọi là lieu nhá. Và các giới từ này nó sẽ giúp, giới từ chỉ địa điểm này nó sẽ giúp mình mô tả đúng vị trí hướng đi, rồi là xác định được là bản thân đang ở đâu. Được chưa nào? Để khi mà ví dụ như người ta hỏi là đang ở đâu đấy thì mình dùng những cái giới từ đấy để người ta biết được là mình đang ở đâu, có thể là đi kiếm mình hoặc có thể biết chính xác được rằng mình đang ở đâu một cái cách rõ ràng nhất nhé các bạn nhé. Nhanh thật, vậy là buổi học ngày hôm nay đã kết thúc rồi và mình hy vọng rằng với bài học này hồi ngày hôm nay thì các bạn sẽ biết cách sử dụng các giới từ chỉ địa điểm trong tiếng Pháp và biết cách trả lời cho câu hỏi ở đâu và trong tiếng Pháp có nghĩa là u đấy. Và mình mong rằng sau bài học ngày hôm nay các bạn có thể chỉ được chính xác về địa điểm, không chỉ là địa điểm này, nơi mình đang ở hoặc là những cái sự vật xung quanh mình hoặc là những cái người xung quanh mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng Luy Kê. Và mình mong rằng nếu các bạn yêu thích, hãy bấm một nút like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.